Các bạn chắc hẳn đã xem rất là nhiều những cái video chia sẻ về cách tập luyện sao cho có 6 múi hay thậm chí là 8 múi rõ mồn một rồi đúng không? Điều này đúng nhưng mà chưa đủ. Khi mà các bạn thực hiện những cái bài tập bụng như thế, gập bụng như vậy, các bạn khiến cho cái nhóm cơ bụng của mình nó trở nên dày hơn, to hơn. Nhưng mà trong trường hợp là nếu như mà cái phần mỡ ở lớp bên ngoài nó vẫn dày và nó che lấp những cái nhóm cơ bụng đấy, thì thực tế mọi người cũng sẽ không thể có được những cái bức hình đẹp hay là những cái hình ảnh bãi biển rất là hot với cả mục tiêu để các bạn có thể có được cái hình thể nó tốt hơn. Bên cạnh cái việc là các bạn phải tập bụng và tăng tiến nó theo thời gian thì mình còn phải tập trung vào cả cái giai đoạn giảm mỡ nữa thì mới thật sự đạt được cái hiệu quả về mặt hình ảnh. Tuy nhiên đối với cả những cái trường hợp mà các bạn có cái cơ bụng thật là đẹp, thật là dày thì cũng chưa chắc các bạn đã đủ khỏe, chưa thể toàn diện được tất cả các yếu tố của việc tập luyện để có thể tập cái nhóm cơ bụng toàn diện hơn. Mọi người vẫn có thể tập để cho cơ nó trở nên dày và đẹp thì các bạn đồng thời có thể tập thêm những cái nhóm cơ khác nữa thuộc cái tổ hợp cơ trọng tâm. Thì như thế bạn có thể vừa khỏe và vừa đẹp. Không như các bạn thường nghĩ, cái vùng cơ trọng tâm của mọi người không chỉ có cái phần mặt bụng ở phía trước như thế này. Thực tế thì đối với cả cái nhóm cơ trọng tâm của chúng ta, nó được hình thành nên bởi rất là nhiều những cái nhóm cơ. Ví dụ như là cái phần cơ hoành ở phía bên trong cơ thể, phần mặt trước là các cái nhóm cơ bụng, ở trong đấy thì có nhóm cơ thẳng bụng hay là nhóm cơ 6 múi mà mọi người rất muốn tập để cho nó đẹp lên ấy. Ngoài ra thì còn ở phía mặt sau thì nó sẽ còn có thêm cả những cái nhóm cơ dựng sống lưng hay là những cái nhóm cơ đa nhánh nó nằm xen kẽ giữa những cái đốt sống của mọi người. Và phần cuối cùng thì sẽ là ở cái phần cơ sàn trậu. Cái tổ hợp nhóm cơ trọng tâm đấy khi mà nó hoạt động một cách đồng thời, nhiệm vụ của nó ngoài việc giữ ổn định cột sống thì nó cũng sẽ giảm tải những cái áp lực lên cột sống của mọi người, giảm bớt những cái cơn đau lưng dưới. Thế cho nên là thực tế là ngoài cái việc mà mọi người tập luyện để cho phần cơ trọng tâm của mình nó đẹp hơn thì cũng nên có những cái bài tập để giúp cho nó khỏe và giảm thiểu những cái vấn đề đau mỏi lưng dưới trong cái cuộc sống hàng ngày. Với cả cái vai trò quan trọng của nhóm cơ trọng tâm như thế, vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể tập được nó một cách toàn diện nhất? Trước tiên khi mà các bạn muốn tập được cái nhóm cơ trọng tâm của mình trong cái vai trò là giữ ổn định cuộc sống thì cần phải hiểu làm thế nào chúng ta có thể kích hoạt nó trong những cái hoạt động hàng ngày. Đối với cả cái nhóm cơ trọng tâm, đặt tay lên cái phần cơ bụng ngang thì thường nó sẽ từ rốn và nó đi ra khoảng một ngón tay như thế này. Và các bạn đặt tay ở đó và yêu cầu khách hàng hay là tự chính bản thân các bạn tự làm thì khi mà hít vào mình sẽ muốn đẩy cái bụng ra. Thế, đúng rồi. Thì cái phần áp lực của ổ bụng ấy nó sẽ tỏa ra 360 độ xung quanh thân người. Tức là không phải là chỉ có mỗi mặt trước nó căng mà ở mặt sau nó cũng sẽ có cảm nhận sức căng. Với cái chức năng là bảo vệ cột sống thì thực chất là cái nhóm cơ trọng tâm của mọi người nó sẽ hạn chế những cái chuyển động tại cột sống của mọi người. Thì đối với cả cái vùng cột sống nó sẽ có chuyển động tại cả ba cái mặt phẳng chuyển động mà chúng ta đã biết. Đầu tiên là đối với cả mặt phẳng đứng dọc thì cột sống của mọi người nó sẽ có chức năng đấy là gập và duỗi tại tất cả các phần đốt sống thắt lưng, lồng ngực và cả đốt sống cổ. Còn ở trong mặt phẳng đứng ngang thì nó sẽ có hai chuyển động đấy là gập sang hai bên. Đấy chưa? Thì có thể hiểu là nghiêng sang hai bên cũng được. Còn đối với cả mặt phẳng ngang thì nó sẽ có chuyển động xoay vặn sang phải và xoay sang trái. Để các bạn có thể thực hiện cái bài tập giúp cho cái nhóm cơ trọng tâm của mình nó trở nên khỏe hơn thì thực chất là chúng ta sẽ lựa chọn các bài tập mà ở trạng thái hạn chế sự thay đổi của thân người, chống lại những cái chuyển động mà vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn. Thì đầu tiên là trong cái mặt phẳng đứng dọc, chúng ta sẽ có một cái bài tập để chống lại cái chuyển động gập của thân người. Mọi người có thể cầm tạ ấm hoặc là một cái vật nặng ở phía trước thân người và nhờ giữ ra xa một chút. Trong cái trạng thái đấy thì cái ngoại lực nó sẽ muốn kéo gập mọi người xuống, là thực chất là đang làm cái chức năng gập bụng ở đây. Nhưng mà khi mà mọi người cố gắng giữ thả thì nó sẽ chống lại cái chuyển động gập đó. Và để tăng độ khó lên thì chúng ta sẽ nhấc chân lên và hạ xuống. Bài này sẽ được gọi là load the knee up. Thì vừa rồi là một cái bài tập để mọi người tập cái khả năng chống gập trong trạng thái đứng. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập nữa để thực hiện chức năng chống gập của nhóm cơ trọng tâm trong trạng thái mà đang giữ người song song với các sàn nhà. Bài này thì được gọi là bear posing pull through. Thì mọi người sẽ tập trong trạng thái là gập gối như thế này và sẽ di chuyển kéo cái vật nặng sang hai bên. Và trong cái quá trình thực hiện như vậy, cố gắng là giữ cho cái thân người nó thẳng tự nhiên chứ không bị cong quá hay là bị võng lưng nhé. Một số những cái biến thể khác của bài tập này thì mọi người có thể duỗi thẳng chân ra. Và lưu ý là chân càng đứng rộng thì nó sẽ càng dễ, thì nó sẽ phù hợp với cả những bạn mới làm quen với cả cái bài tập này. Còn khi mà đã thực hiện được một thời gian rồi, cảm thấy muốn tăng độ khó bài tập lên thì mọi người nên đứng hẹp chân lại.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cả cái chức năng đấy là chống nghiêng sang hai bên của nhóm cơ trọng tâm. Bây giờ mọi người sẽ thực hiện bài tập với cả một cái mức tạ vừa phải thôi, không cần quá nặng, và sẽ cầm một bên. Với cả cái kháng lực ở bên này nó sẽ muốn kéo nghiêng mọi người. Còn bây giờ chúng ta sẽ cố gắng kháng lại cái điều đấy. Và để làm khó hơn cái chuyển động, mọi người sẽ nâng gối lên và cố gắng hạn chế sự di chuyển của thân người nhất có thể. Một hình thức nữa để các bạn có thể tăng được độ khó bài tập thì chúng ta sẽ cầm tạ ở phía bên cạnh, nhưng mà không phải là duỗi thẳng hai tay như thế này. Bởi vì khi mà làm như thế, thực chất là các bạn đang tạo ra cái sự ổn định rồi. Nhóm cơ trọng tâm sẽ không phải làm nhiều nữa. Thay vì thế, chúng ta sẽ nâng một bên tay lên để khiến cho cái chuyển động nó trở nên đa dạng, khó hơn. Thì lúc đấy nhóm cơ trọng tâm nó sẽ phải làm việc nhiều hơn để giữ ổn định cái cột sống, và cũng sẽ nhấc chân lên. Ngoài ra, đối với cả những bạn mà không muốn tập ở một chỗ mà muốn có thể đi lại xung quanh chẳng hạn, mọi người có thể chuyển sang cái bàn One Arm Farmer Walk và tiến về phía trước. Nhưng mà lưu ý, trong quá trình mình di chuyển như thế thì cái phần cơ trọng tâm nó cũng sẽ không bị nghiêng sang hai bên. Tiếp theo thì trong cái mặt phẳng ngang, chúng ta sẽ có cái chuyển động đấy là vặn sang hai bên của phần cột sống. Thì nó sẽ có cái dạng giống như là bạn huấn luyện viên bên mình đang làm. Còn bây giờ chúng ta muốn hạn chế lại cái chuyển động này thì bây giờ các bạn sẽ có thể chuyển sang ở đây là tư thế quỳ và thực hiện chuyển động xoay ngang. Bài tập này được gọi là Around the World. Thì trong cái quá trình mà các bạn thực hiện chuyển động xoay ngang như vậy, cố gắng giữ nguyên cái thân người để nó không bị vặn theo, cái phần cột sống nó không bị vặn theo để đưa tạ đi. Với cả cái thứ hai, khi mà các bạn thực hiện trong trạng thái quỳ như thế này cũng sẽ hạn chế được cái đà của cả thân người. Nếu như mà mọi người đứng ấy thì nó sẽ di chuyển cả thân người theo được, thì nó sẽ khiến cho bài tập nó trở nên quá là dễ dàng. Và để tránh đau gối thì các bạn nên lót một cái đệm ở phía bên dưới. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái bài tập thứ hai để giúp thực hiện cái khả năng chống xoay vặn. Nó được gọi là Karaoke Suke Carry. Thì lúc này mọi người vẫn sẽ cầm tạ một bên, và bây giờ mình sẽ bước sang ngang, cao chân và đặt xuống rồi trở về. Thì trong cái quá trình mà mình di chuyển như vậy thì sẽ cố gắng là giữ nguyên cái phần thân người, hạn chế cái việc bị xoay vặn theo để có thể để nó tự bù trừ chuyển động, mà sẽ ép nhóm cơ trọng tâm nó phải giữ ổn định phần cột sống. Và cuối cùng, động tác thứ ba để mà các bạn có thể thực hiện cái khả năng chống xoay của phần thân người được gọi là power press. Thì đối với bài này, mọi người sẽ đứng ngang với cả cái khung và giữ cái dây nó ngang thân người. Cái lực căng dây nó sẽ muốn kéo mọi người vặn sang phía bên dây cáp. Thì bây giờ chúng ta sẽ kháng lại cái điều đấy, và để khiến cho bài tập nó khó hơn, tạo thêm nhiều áp lực lên nhóm cơ trọng tâm, thì chúng ta sẽ muốn đẩy mạnh cái tay về phía trước và cố gắng là khi trở về thì kiểm soát, tránh cái việc tay bị vặn ngược trở lại. Với bài này thì các bạn sẽ có thể dễ dàng về việc tăng tiến mức tạ hơn. Như vậy thì vừa rồi mình có chia sẻ với các bạn những cái bài tập rất tốt để có thể làm khỏe cái nhóm cơ trọng tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng với nhau lên một cái lộ trình tập luyện để có thể cải thiện phần cơ trọng tâm hơn nữa. Đối với cả cái khu vực cơ trọng tâm của mọi người, đa phần nó sẽ có khá là nhiều những cái nhóm cơ có rút chậm, tức là nó sẽ có thể chịu được với cả cái volume lớn, thì các bạn hoàn toàn có thể tập luyện hàng ngày. Thông thường chúng ta sẽ hay có những cái hình thức chia lịch tập, ví dụ như là upper lower 4 buổi một tuần hay là push pull leg 6 buổi một tuần. Thì các bạn tập trung luôn cùng với cả những cái buổi tập thân trên thân dưới hay là push pull leg như thế. Cuối buổi chúng ta sẽ dành ra tầm 5 đến 10 phút để tập những chuyển động. Như vừa rồi mình có chia sẻ với các bạn, có hai hình thức, đấy là mình tập theo thời gian trong vòng 30 giây hay là 40 giây, làm càng nhiều càng tốt, hoặc là có thể thực hiện theo số rep cũng được. Tuy nhiên thì đối với cá nhân mình thì mình khuyên các bạn nên hướng theo cái phương pháp là tập luyện theo thời gian, bởi vì chúng ta sẽ muốn cái nhóm cơ trọng tâm nó làm việc được trong thời gian dài, chứ cũng không hẳn là cần phải nâng được cái khối lượng tạ lớn. Còn nếu các bạn vẫn muốn có được cái nhóm cơ bụng nó trở nên dày hơn, nhóm cơ 6 múi nó trở nên gọi là rõ nét hơn, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái bài tập nó hiệu quả hơn so với cả những cái động tác cập bụng thông thường. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái bài tập là High Pulley Crunch. Thì các bạn sẽ set up cái dây cáp ở phía trên cao và có thể tựa vào cái cột ở đây để làm điểm tựa, tránh cho cái việc là thực hiện cái chuyển động gập hông, mà chỉ tập trung vào cái chuyển động gập của các cái đốt sống thắt lưng thôi. Khi mà thực hiện cái bài tập này, các bạn cũng không nhất thiết phải chọn cái mức tạ quá lớn nhá. Thông thường thì mình sẽ hướng đến cái khoảng rep rơi vào khoảng từ 15 đến 20, hoặc thậm chí là các bạn tập theo hình thức đấy là cứ tập đến thất bại thì thôi cũng được. Bởi vì nhóm cơ bụng của chúng ta thì nó hàng ngày vẫn phải làm việc, thì nó sẽ cần một cái kích thích lớn hơn để có thể thật sự phát triển được. Như vừa rồi thì đối với cả bài High Pulley Crunch thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái sợi bên trên của nhóm cơ 6 múi. Tiếp theo, để có thể tác động được cái phần nhóm cơ phía bên dưới này để cho nó dày hơn, thì các bạn có thể chuyển sang cái bài là Hanging Leg Raise. Đây là một cái hình thức biến thể nó khó hơn, bởi vì đôi khi cái giới hạn nó sẽ là cái tay nắm hoặc cái vai của mọi người nó khá là mỏi.
Thì nếu như ở phòng tập các bạn có cái phần dây đeo để hỗ trợ thì có thể sử dụng thêm cái thiết bị đấy để khiến cho bài tập nó đỡ khó đi và có thể tập trung vào nhóm cơ bụng nhiều hơn. Còn đối với những bạn mới bắt đầu thì hoàn toàn có thể chuyển sang một cái biến thể dễ hơn, đấy là hanging knee raise. Với cả cái việc thu ngắn cái cánh tay đỏ lại như thế này thì áp lực lên phần bụng nó sẽ nhỏ đi và các bạn sẽ dễ dàng nâng được cái gối cao lên. Và lưu ý, để có thể tác động được vào nhóm cơ bụng dưới thì các bạn sẽ cần phải nâng gối thật là cao, thật là sát người vào. Chứ nếu như mà chỉ nâng đến đây thôi thì chủ yếu sẽ là cái phần nhóm cơ gập hông nó sẽ làm việc chính. Như vậy là trong video mình có chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể tập cái nhóm cơ bụng nó trở nên hiệu quả hơn, nó thật sự là hữu dụng hơn trong cả việc tập luyện cả trong cuộc sống. Thì mong rằng những cái chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn, không chỉ là trong cái việc tập luyện cho bản thân mà còn có thể giúp các bạn huấn luyện viên, giúp cho khách hàng của mình tập luyện một cách hiệu quả hơn nữa. Nếu như mà các bạn có những cái thắc mắc hay là những cái mối quan tâm gì về tập luyện hay là dinh dưỡng hay là trong cái vai trò huấn luyện khách hàng thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới và bọn mình sẽ có những cái video để chia sẻ. Hãy ấn like, share, subscribe và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của bọn mình nhé.